chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt Nam đi về đâu. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi những phần phân tích và nhận định của bình luận gia đại dương qua hai chủ đề Nga trở lại cảm giành, lành hay giữ và kinh tế Việt Nam đang đi lão đạo. Kính thưa quý vị, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Nga đã có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện từ tháng 7 năm 2012 nên Đại tướng Sergei Shoigu, Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã đến Việt Nam trong 2 ngày 4 và 5 tháng 3 để cùng người tương nhiệm Phùng Quản Thành bàn về hợp tác quân sự và kỹ thuật quân sự, vấn đề liên quan đến hại cạn cảm rành. Và sau đây xin kính mời quý vị theo dõi phần nhận xét của Bình luận gia Đại Dương về chuyến đi đặc biệt này. Trước hết xin kính chào Bình luận gia Đại Dương. Chào cô Văn Lý, kính chào quý vị. Vâng thưa ông, thì Đại tướng Sergei Shoigu được chỉ định vào chức Bộ trưởng Quốc phòng Nga hồi tháng 11 năm 2012 và đã từng phục vụ trong Hội đồng An ninh Quốc gia từ năm 1994 cho đến năm 2012. Thì ông ủng hộ Tổng thống Nga Vladimir Putin từ năm 2000 có mang theo sứ mạng nào quan trọng không thưa ông? Như cô mô tả thì rõ ràng ông này là một nhân vật nói là thân tín của ông Putin. Và trong cái giai đoạn này cắt cử một bộ trưởng quốc phòng và đưa đi một cái nhiệm vụ tôi cho rằng có lẽ là tối quan trọng cho nên ông Putin phải giao cho ông này đi. Và như vậy thì họ có làm cái gì là cái mục đích của Nga từ lâu rồi là muốn khống chế cái vùng Đông Nam Á. Chúng ta nhớ rằng trước năm 1979, tức là cái giai đoạn đó là bắt đầu Nga đã có cái xu hướng đi về Đông Nam Á. Nhưng mà khi à, Liên Xô bị tan rã thì cái tham vọng đó nó tàn. Và nhớ rằng trong giai đoạn đó là giai đoạn mà Nga đã đóng quân ở tại Cam Ranh. Phần đó chúng ta sẽ tiếp sau. Và nhưng mà chúng ta thấy rằng rõ ràng cái báo chí Việt Nam đưa tin rất qua loa. Nhiều khi trích dẫn tin của thông tân xã Việt Nam chứ ít khi không có một bài bình luận nào liên quan đến vấn đề đó. Có lẽ là họ sợ à, mít lòng của Trung Cộng nên họ không làm. Trong khi đó thì truyền thông của Nga họ nói rất là rõ ràng cái mục đích chuyến đi là gì và những cái hợp đồng như thế nào như thế nào khá rõ rệt chứng tỏ rằng họ muốn kéo Việt Nam về ngã hẳn về phía họ chứ không còn lấp lửng với giữa Trung Quốc và và Nga nhưng đó là một con đường dài và như vậy thì hiện tại cái vòng thứ hai nữa là họ của các cái truyền thông người ta nói rằng trong vòng 5 năm tới thì hải cảng Cam Ranh sẽ là một cái vị trí quan trọng cho hạm đội Thái Bình Dương. Điều đó như bắn tiếng rằng họ à, hạm đội Thái Bình Dương sẽ có mặt tại Cam Ranh trong vòng 5 năm tới. Và tiếp theo thì Nga họ đang tái trang bị các tàu ngầm nguyên tử mà à, à sự đóng bằng cái vật liệu à, titanium là một vật liệu đắt hơn vàng nữa cả hồi thập niên năm 1970-80. Và bây giờ họ tái trang bị là nhiều họ tiếng tối tân để có thể xung vào cái hàm đội Thái Bình Dương mà trước đây họ không có đủ đủ điều kiện để mà làm sau khi Liên Xô tan rã thưa cô. Vâng, thưa ông, thưa quý vị thì cũng như thư trên thì phái đoàn quân sự Nga việc họp tại Hà Nội hôm 5 tháng 3 liên quan đến nhiều vấn đề, trong đó có Nga huấn luyện sĩ quan Việt Nam đến cấp tướng, cung cấp phụ tùng chính cụ của Nga có từ trước xây dựng, xưởng, sửa chữa tàu biển tại Cam Ranh, tăng cường tiềm lực của Hải quân Việt Nam đơn giản thủ tục cho chính hợp nga vào các hải cảng việt nam, nga xây một khu nghỉ dưỡng cấp 5 cho thủy thủ nga tại cẩm Ranh. hợp tác kỹ thuật quân sự. Vâng thưa ông thì dựa những đề thư trên thì ông nhận định như thế nào? Đây thì càng xác nhận thêm cái điều mình đã nói bên trên, tức là nga đang muốn quân đội của việt nam theo cái khuôn mẫu của của nga, tức là từ cái phải nói rằng huấn luyện tới cấp tướng thì rõ ràng là một cái trên phương diện chiến lược quân sự rồi đã đi đến cái vấn đề đó nghĩa là để hai nước có thể cùng có một cái hệ thống một cái hệ thống chỉ huy giống nhau như vậy thì cái đó cái mưu đồ về sau thì có lẽ là cũng sẽ bàn vào một cái dịp tới nhưng mà giờ để lộ rõ ràng là họ muốn nga theo cái khuôn mẫu quân đội còn lại sử dụng tất cả cái chiến cụ của nga và hiện tại rõ ràng là bây giờ cái chiến cụ còn lại cũng như là cái chiến cụ đang mua, sắp mua đều là của nga là đóng vai trò chính hết như vậy đó là cái chủ đích của họ. Thứ hai chúng ta thấy rằng họ thiết lập một khu nghỉ dưỡng tại sao một khu nghỉ dưỡng cho quân nhân, cho người nga, cho quân nhân nga ở tại đó nếu không có một hạm đội ở đó, nếu không có một cái sự thường trực nào đó, một cái nhiệm vụ nào đó thì tại sao lập một cái khu nghỉ dưỡng đó? Nhưng mà cái khu nghỉ dưỡng nga cho tiền và hứa rằng sẽ cho phía Việt Nam 2% cái khu nghỉ dưỡng đó thì Việt Nam mừng rơn lên, bèn là chấp thuận liền thưa cô. Vâng thưa ông, thì qua cái chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Nga thì với một cái lịch trình đàm phán dày đặc thì có bộc lộ cái chủ đích nào của Nga đối với hải cảng Cam Ranh và khu vực bị Đông Nam Á không thưa ông? Điều đó là dĩ nhiên bởi vì à, sau khi mà năm 2002 thì ông Putin có đến thăm đó năm 2001 và năm 2002 thì hết cái cái, cái kỳ hạn à, chiếm cam ranh. Vì tôi nói cái vấn đề này thì báo chí trong nước lại nói nói sai. Tức là năm 1979 Việt Nam đã cho phép Nga sử dụng khai cảng cam ranh tới năm 2002 mà không phải trả một đồng xu nào hết. Thì Việt Nam Việt Nam không nói chỉ nói là cho thuê nhưng không phải cho thuê mà nhường hẳn cái cái quyền kiểm soát của họ. Rồi như sau khi năm 2002 nga nhất định rút không có làm vì không chịu trả tiền, không có gì không chịu trả tiền thuê nữa thì nga rút nga rút thì ấn độ và trung cộng nhảy vô đòi thuê mà việt nam không cho. Lúc đó thì chúng tôi đã nêu cái nhận xét rằng lý do mà việt nam không cho ấn độ và trung cộng thuê là để giành cái hải cảng chiến lược cho nga và hiện nay đã đã thành sự thật. thì nga đang nhắm vào cái thị trường uh, vũ khí ở tại đông nam á chúng ta vừa vừa rồi chúng ta có bàn cái chuyện là cuộc chạy đua vũ trang ở tại đông nam á thì điều này để chúng ta thấy như thế nào là cố gắng trang bị uh, tối tân cho cái lực lượng hải quân của việt nam dĩ nhiên việt nam mà mạnh thì các nước xung quanh cũng lo không biết cái ông này tính làm cái trò gì đây thì bắt buộc phải chạy đua vũ trang và chạy đua vũ trang thì nga là cái người bán vũ khí và chúng ta đã biết rằng trước khi mà ông uh, Söderberg đến thăm Việt Nam thì nga mới bắn tiếng rằng họ sẽ giao trong năm nay hai cái hai cái tìm thủy đỉnh cho phía Việt Nam và nói rằng trong tìm thủy đỉnh sẽ trang bị cái hỏa tiễn tối tân nhất của nga và nói rằng tất cả các hợp đồng các nơi đặt đó, thì Việt Nam ưu tiên số 1 để cho đó là cái miếng mồi thả cho Việt Nam nhất định là phải chấp nhận những cái điều kiện mà họ đã đặt ra thưa cô vâng thưa ông thì cũng như ông đã thưa trên về vấn đề truyền thông thì Việt Nam thì hân hoan đón Nga trở lại hải cảng Cam Ranh thì trong khi đó thì đài tin nói của nga thì liên tục đưa tin và bình luận về cái chuyến làm việc quan trọng của bộ trưởng quốc phòng nga thì cái việc này có lợi hại như thế nào đối với việt nam cũng như là khu vực đông nam á thì không? Thứ nhất thì có lẽ việt nam được cái lợi nhất là việt nam cũng thừa nhận rằng hai bên đã có những cái thỏa hiệp và có thể bán nga có thể bán với một cái giá phải chăng, điều đó chứng tỏ rằng nghĩa là nếu việt nam hiện đại hóa với cái giá rẻ nhất bởi vì nếu bỏ tiền thẳng thắn ra thì có lẽ là khó khăn cho nên nếu một cái điều kiện nào đó cho phép việt nam có thể thu đắc có thể có được những cái chiến cụ uh, liên quan về hải quân mạnh mẽ thì là một điều việt nam rất là muốn nhưng việt nam mạnh thì không có thể nào tránh khỏi cái sự lo lắng của các nước xung quanh bởi vì việt nam có cái tham vọng là chiếm các cái nước từ cao miên từ Cambodia cho tới Thái Lan họ đã có cái tham vọng đó rồi và do đó cho nên các nước trong trong vùng chắc chắn sẽ không có thấy gì vui vẻ khi mà Việt Nam đòi nguyên cả cái vùng biển của uh, Trường Sa chẳng hạn là một vấn đề họ phải đặt nếu hải quân Việt Nam mạnh thì thế nào họ có thể họ có thể chiếm lại toàn bộ cái quần đảo vùng, uh, Trường Sa chẳng đó là một, một điều mà các nước kia họ lo lắng bây giờ Nga đã từng dùng cái hải cảng Cam Ranh như chúng ta nói đoạn trước là họ dùng để giám sát cái sự các di chuyển tàu bè ở tại biển Đông Nam Á cũng như là thu thập các tin tức tình báo, chuẩn bị tất cả những cái điều gì có thể phản ứng kịp thời trong trước đây. Thì bây giờ cũng vậy, họ lặp lại điều đó. Nhưng mà có một cái điều quan trọng nữa hiện nay là với cái trình độ hỏa tiễn của Nga hiện nay họ có thể đặt một số vị trí hỏa tiễn ở xung quanh Cam Ranh và khống chế toàn bộ biển Đông Nam Á cũng như eo biển Malacca. Eo biển Malacca là cái nơi để mà dẫn từ Đại Tây Dương đi vào là cái tầm quan trọng hết sức lớn. Nếu ngẹt kiểm soát cái eo biển đó thì coi như tất cả cái hệ thống hàng hải của quốc tế bị kẹt hết. Đó là một cái điều đáng lo. Nhưng mà chúng ta cũng nghĩ đến cái cách khác là có thể cái sức mạnh của Nga hiện nay sẽ hạn chế được cái tham vọng của Trung Cộng. Và hiện nay theo một cái tài liệu mới nhất thì cho biết rằng Trung Cộng đang tính về Tây Tiến. Nghĩa là nhường bộ một phần nào, nghĩa là giảm đi cái cường độ ở tại Đông Nam Á cũng như nhất là tại biển Đông Trung Hoa, vùng Nhật Bản và Nam Hàn để dồn nỗ lực tiến về phía Tây. Thì tiến về phía Tây lại đụng ông Nga, thì ông Nga không dạy gì để mà ông kia có chiếm lĩnh cái vùng đất ở đó. Cho nên đây là một cái đòn đánh xéo để cho ông Trung Quốc có thể giảm bớt chăng? Nhưng mà câu hỏi đặt ra là liệu à, cái trục mà đôi khi chúng ta có đề cập đến là Nga, Tàu và Việt có thể thành một cái trục với nhau để họ khống chế việc đồng năm năm đã hay không? Thì tôi cho rằng tới giờ phút này chưa. Bởi vì lực lượng hải quân của Trung Cộng, của Nga và của Việt Nam chưa có thể đương đầu với lực lượng hải quân của Mỹ trong nửa đầu thế kỷ. Thì như vậy vấn đề đó chắn là chúng ta sẽ bàn sau trong sau tương lai thưa cô. Vâng, xin cảm ơn ông. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần mở của chương trình Việt Nam đi về đâu qua chủ đề Nga trở lại cảm danh lành hay dữ. Chúng tôi xin kính mời quý vị đón xem kinh tế Việt Nam đang đi lão đạo trong phần hai của chương trình sau phần thông tin thương mại.